Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 11:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Hôm nay thứ năm, ngày 16 tháng 2 năm 2023, bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban nhân dân huyện U Minh tổ chức lễ khánh thành công trình khu di tích lịch sử nơi ở và làm việc của đồng chí Võ Văn Kiệt tại ấp 6 xã Khánh Hòa, huyện U Minh. Đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Luân. Khu di tích lịch sử nơi ở và làm việc của đồng chí Võ Văn Kiệt được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh vào năm 2016. Công trình được Ủy ban nhân dân huyện U Minh triển khai xây dựng trên cơ sở quyết định số 1523 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch trùng tu tôn tạo các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020. Theo đó, phân kỳ thực hiện công trình trong năm 2020, nguồn vốn ngân sách huyện 1,2 tỷ đồng, gồm các hạng mục, các bản giới thiệu về di tích, tóm tắt lý lịch di tích, phục dựng tái hiện nhà của đồng chí Võ Văn Kiệt, trong đó kết hợp trưng bày tranh ảnh hiện vật, tái hiện hầm trú ẩn, xây dựng mới cổng và bản tên di tích, xây dựng mới sân, đường, trồng cây xanh và một số công trình hạ tầng kỹ thuật. Công trình chính khu di tích lịch sử, nơi ở và làm việc của đồng chí Võ Văn Kiệt được khởi công xây dựng ngày 31 tháng 3 năm 2022 do Ban Quản lý Dự án Xây dựng huyện làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là liên danh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Tư vấn Xây dựng Vạn Lợi Cà Mau và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Nhật Khôi. Công trình xây dựng trên diện tích hơn 1.800m2 do gia đình ông Đỗ Văn Thuần hiến tặng. Tổng mức đầu tư công trình 6 tỷ 373 triệu đồng, nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa. Công trình nhận được nhiều sự quan tâm của cán bộ và nhân dân, trong đó có các đồng chí lão thành cách mạng, có những người từng gắn bó phục vụ đồng chí Võ Văn Kiệt khi về hoạt động cách mạng tại U Minh. Do đó, trong quá trình thuê tư vấn thiết kế công trình, nhiều đồng chí lão thành cách mạng và nhân dân nơi đặt khu di tích bày tỏ nguyện vọng nâng quy mô công trình lên tương xứng với ý nghĩa, tầm quan trọng của di tích và tình yêu thương kính trọng của người dân U Minh đối với cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Một tài sản được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ thì việc đăng ký đối với nghĩa vụ tiếp theo không làm thay đổi hoặc không làm chấm dứt hiệu lực của đăng ký đối với nghĩa vụ đã được đăng ký trước đó. Đây là điểm mới của Nghị định số 99 năm 2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm. Nghị định này được Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai vào sáng nay. Nghị định 99 đã bổ sung quy định để làm rõ phạm vi điều chỉnh áp dụng pháp luật đối với đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng chứng khoán, cơ chế đăng ký liên quan đến quyền sử dụng khu vực biển, tài sản gắn liền với khu vực biển, về việc kế thừa hiệu lực của đăng ký trong trường hợp có biến động về tài sản dẫn tới thay đổi cơ quan đăng ký, áp dụng pháp luật liên quan trong đăng ký trực tuyến thuộc lĩnh vực đất đai, khai thác, sử dụng tài nguyên biển, hàng không, hàng hải. Nghị định 99 bổ sung quy định về các trường hợp đăng ký thuộc thẩm quyền của các cơ quan tổ chức liên quan, đồng thời minh bạch về cơ chế đăng ký đối với biện pháp bảo đảm có tài sản liên quan đến thẩm quyền của hai hoặc nhiều cơ quan đăng ký. Ngoài ra, Nghị định 99 còn bổ sung cơ chế xác định hiệu lực của đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm theo hướng xác định việc đăng ký này là để thông báo công khai việc xử lý tài sản bảo đảm, không phải là căn cứ xác lập hiệu lực đối kháng của biện pháp bảo đảm với người thứ ba. Viên chức thường xuyên trực tiếp làm y tế dự phòng được tăng phụ cấp từ 40% lên 100%, áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến hết năm 2023, theo quy định của Chính phủ. Theo Nghị định 05 ban hành ngày 15 tháng 2, ngoài viên chức y tế dự phòng, kiểm dịch y tế biên giới, các nhóm khác được hưởng phụ cấp 100% gồm người làm chuyên môn y tế tại trạm y tế xã, phường, thị trấn, phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh, trung tâm y tế cấp huyện, bệnh viện tuyến huyện. Đến hết năm 2023, các nhóm này lại quay về hưởng mức phụ cấp như Nghị định 56 năm 2011. Nghị định 05 được ban hành trong bối cảnh từ năm 2021 đến năm 2022. Thời điểm dịch COVID-19 căng thẳng, có hơn 10.000 nhân viên y tế thôi việc. Một trong những lý do là lương thấp, môi trường làm việc căng thẳng. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất tất cả người lao động khi ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 tháng trở lên đều phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Cụ thể, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm tự nguyện theo hướng
bổ sung quy định tất cả người lao động có giao kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên, quy định hiện hành là đủ 3 tháng. Bổ sung người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm tự nguyện. Về mức thu quỹ bảo hiểm tự nguyện, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất sửa đổi theo hướng luật chỉ quy định mức trần và giao chính phủ quy định mức đóng từng giai đoạn. Bởi thực tế, có thời điểm quỹ kết dư lớn, nếu muốn giảm mức đóng từ 1% xuống 0,5%, phải xin ý kiến Quốc hội. Những mô hình nhỏ dung đắp thêm tình cảm của hội viên phụ nữ từ những việc làm thiết thực giúp đỡ nhau được các chi hội phụ nữ phường 7 thành phố Cà Mau duy trì trong thời gian qua. Kết quả của sự san sẻ chính là nhiều thẻ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được mua là cơ sở giúp phụ nữ an tâm hơn trong cuộc sống. Từ tháng 8 năm 2022, hội viên phụ nữ tại chi hội khóm 3 phường 7 có thêm một thói quen tốt là bỏ ống heo mỗi ngày. Phong trào bỏ ống heo mua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được 22 hội viên tham gia. Theo đó, tùy vào điều kiện mỗi gia đình mà chị em tự giác tiết kiệm mỗi ngày. Mục tiêu chính là hội viên có nguồn chi phí để chi trả tiền bảo hiểm khi tới lượt đóng. Từ hoạt động nhỏ nhưng mang đến hiệu quả tích cực, đến nay cả 22 hội viên đều tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Chị em cũng chủ động dành tiền mỗi ngày một ít để duy trì các mức bảo hiểm phù hợp với gia đình. Mỗi ngày ngoại trừ tiền sinh hoạt ra thì mỗi buổi tối em chừa khoảng 10.000 bỏ heo. Đến tháng em sử dụng số tiền đó để mua bảo hiểm xã hội. Vì là mỗi tháng là mình phải bỏ một số tiền ngay lúc đó để mình mua bảo hiểm xã hội, thì mình bỏ mỗi ngày tích từ từ mình sẽ cảm thấy đỡ ngán hơn so với là bỏ số tiền lớn ra. Thấy rất là hiệu quả. Tại vì khi chị em đi chợ hàng ngày thì có thể là mỗi chị tùy theo cái mức thu nhập, chị em có thể là bỏ 10.000, 20.000, 50.000. Thấy cái bảo hiểm xã hội rất có lợi. Còn bảo hiểm y tế thì chị em cũng rất là cần thiết, nhưng có những chị em rất có hoàn cảnh khó khăn thì sẽ không tham gia được. Nên nếu tiết kiệm hàng ngày như vậy thì cứ mỗi năm mình tham gia sẽ dễ hơn. Một cách làm khác của hội viên phụ nữ tại khóm 5 phường 7, mô hình thu gom rác thải nhựa hỗ trợ bảo hiểm y tế được 16 hội viên tham gia từ tháng 8 năm 2022. Mỗi ngày, hội viên sẽ thu gom rác thải, chai lọ nhựa tại gia đình tập trung về chi hội phụ nữ, sau đó sẽ tổng hợp bán hàng tháng. Số tiền này được dùng để hỗ trợ mua bảo hiểm y tế xoay vòng trong hội viên, mỗi người hơn 200.000 đồng một tháng. Từ khi triển khai đến nay đã có hơn 970.000 tiền tích lũy từ bán chai lọ nhựa, hỗ trợ được 6 quý cho các hội viên tham gia và ưu tiên cho những hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Việc thu gom chai lọ nhựa trở thành việc làm hàng ngày của chị em, vừa tiết kiệm đóng quỹ, vừa bảo vệ môi trường. Cháu đi mua đồ ăn, rồi chị thấy người ta bỏ vô sọt rác đâu đó, chị lụm. Rồi như ở xóm chòm này thấy dân ở ngoài lộ, thì chị lụm, chị đem vô nhà, với có mớ ở nhà nữa. Chị gom đó rồi mới đưa vô cho chị em hội phụ nữ. Lúc hoàn cảnh chị khó khăn, ấy vô bảo hiểm cho chị trước. Lúc mình khổ, người ta giúp mình, giờ mình có chị dần hết. Chỗ giáp hết thì gồm mới tới mình quay trở lại nữa. Thấy thì giờ hoàn cảnh khó khăn thì thấy cái đó, thì thấy cuộc sống của chị cũng đỡ. Chốt chết đi, đi không mà đi mặn mà kiếm từ đồng mà nó đi xuất tiền ra mua cái bảo hiểm cũng nặng vậy đó. Dọn dẹp, ăn thì có dư rồi đó, với xong rồi cái mình gom lại một chỗ. Sắp tới thì tham gia bên phụ nữ, tiếp tục thu gom để cho môi trường được sạch sẽ. Mô hình này là nó giúp mình bảo vệ được sức khỏe, góp phần bảo vệ sức khỏe cho các chị em. Thì bình thường thì các chị em chẳng dám bỏ một cái số tiền một lượt để mà mua cái bảo hiểm đâu. Thì ví dụ như trong gia đình thì còn nhiều thành viên, thì người ta thường chỉ chú trọng ưu tiên cho những cái người nào mà có sức khỏe không tốt thôi. Thì tuy nhiên thì cái mô hình này giúp cho chị em tiết kiệm được cái số tiền tích góp từ từ để mua được cái bảo hiểm. Thì cái mô hình này nó góp phần bảo vệ sức khỏe cho các chị em. Hội phụ nữ phường 7 có 7 chi hội với hơn 1.000 hội viên. Những mô hình giúp tình nghĩa của hội viên phụ nữ thêm thắt chặt, cùng đoàn kết giúp đỡ nhau tháo gỡ những khó khăn trong cuộc sống. Qua đó cũng góp phần bảo vệ môi trường,
học tính tiết kiệm, có thêm nguồn quỹ để chi tiêu trong gia đình và tích cực tham gia các hoạt động khác do Hội Phụ Nữ phát động. Do nhu cầu thị trường cao và giống khan hiếm, mỗi ký cá kèo miền Tây đã tăng khoảng 100.000 đồng. Nhiều nông dân miền Tây cho biết cá kèo thương phẩm đang có giá 140.000 đồng đến 180.000 đồng mỗi ký. Giá loại 1 là 180.000 đồng, tức tăng khoảng 100.000 đồng so với trước đây. Giá thương phẩm đang tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Theo các thương lái và nông dân, giá thương phẩm tăng cao do cá giống hiện phải khai thác từ những vùng biển trong khi sản lượng ngày càng giảm. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, sầu riêng, mít, thanh long hiện nay tăng giá từ 4 đến 5 lần, mang lại nhiều lợi nhuận cho nông dân và ngành nông nghiệp. Kim ngạch xuất khẩu dự đoán trong năm 2023 có thể đạt 4 tỷ đô la Mỹ, trong đó sầu riêng có thể đạt 1 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc vẫn là thị trường chính của Việt Nam. Dẫu vậy, các chuyên gia nông nghiệp lưu ý, doanh nghiệp Việt không nên phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc mà cần đa dạng hóa thị trường. Tính đến nay, Việt Nam được Trung Quốc cấp tổng cộng 113 mã dùng trồng và cơ sở đóng gói. Con số này dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Tuy nhiên, thời gian chờ đợi để được cấp mã số rất lâu, tính từ lúc nộp hồ sơ, thẩm định và cấp thường kéo dài từ 6 đến 7 tháng hoặc hơn. Nấm nữ hoàng hay còn gọi là nấm trúc, nấm lưới, dùng làm thực phẩm và có thể chiết xuất trở thành dược liệu có ích cho sức khỏe con người. Loại nấm này đang được ông Mai Lam Phương, Hai Dương, sưu tầm trong môi trường tự nhiên. Sau thời gian trồng thử nghiệm, hiện đang mở rộng diện tích trồng, dự kiến sẽ phát triển thành sản phẩm thương mại vào giữa năm nay. Sau qua gần một năm sưu tầm, ông Mai Lam Phương, khóm Ngọc Tuấn, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, sở hữu 4 loại nấm lưới có màu sắc khác nhau như nấm lưới trắng, nấm lưới hồng, nấm lưới cam và nấm lưới đỏ. Song song đó, ông còn nghiên cứu sản xuất meo nấm và trồng thử nghiệm thành công nấm lưới trên vùng đất nhiễm mặn. Săn lùng nấm thì mình thấy nấm ở quê mình thì có nhiều loại nấm, mà hầu như cũng loại nấm quý. Từ đó mình mới nảy sinh ra thôi, bây giờ thì trồng nấm kia không được, mình trồng thử nấm này. Thì thấy nó đạt, nó phù hợp với cái điều kiện của mình. Bởi vì nó ở vùng mình mà, nó phù hợp thì bắt đầu mình nhân rộng. Mình mới đem đi định danh nó, rồi mình mới làm meo. Và bắt đầu mình phát triển. Thì từ phát triển đó thì mình mới tạo cái quy trình, chẳng hạn như quy trình trồng như thế nào để cho nó đạt. Thì bây giờ đến thời điểm này thì cũng tạm ổn về cái quy trình trồng rồi. Các dòng nấm lưới do ông Hai Dương sưu tầm có chung một đặc điểm, khi meo nấm được cấy vào giá thể trồng trong môi trường tự nhiên, chúng nhanh chóng phát triển thành sợi nấm. Chỉ sau thời gian ngắn thì thành nấm có màu nâu sẫm, hình tròn và lớn rất nhanh. Tùy mục đích sử dụng, lựa chọn thời điểm thu hoạch phù hợp. Hiện tại, ông Hai Dương đang mở rộng diện tích trồng nấm lưới theo hai hình thức, tận dụng bờ vuông tôm để trồng và trồng trực tiếp trong thùng xốp. Thì mình thấy cái nấm lưới này là cái loại nấm, cái dòng nấm nó có hai cái tính năng, vừa là thuốc, mà vừa là có dược tính, mà vừa là có cái ăn được. Nó hỗ trợ được hai thứ, thành ra mình cảm thấy cái nấm này nó có hai cái đầu ra. Mà hai đầu ra như vậy thì mình nên làm và bắt đầu mình nghiên cứu tài liệu thêm, và mình mới chiết xuất bây giờ thêm một món nữa đó, chẳng hạn như thêm serum, hay là thêm về nước mắm, hay thêm về rượu, thì những cái đó mình có thể là có đầu ra thêm. Đây là cái mô hình là sáng tạo, nghiên cứu về mới, thì có thể là trong thời gian sắp tới là có thể là đưa vào thực hiện, để vừa là phát triển kinh tế gia đình, cái thứ hai nữa là tạo điều kiện thuận lợi để là nghiên cứu khoa học đối với cái mô hình trồng nấm trên địa bàn của huyện Cái Nước. Với việc sưu tầm, tuyển chọn và đưa vào trồng các dòng nấm lưới phù hợp với điều kiện môi trường và thổ nhưỡng ở địa phương, mô hình trồng nấm của ông Mai Lam Phương nhiều kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi mới cho bà con nông dân vùng nông thôn. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.